Thử thách tổ commission trên lớp, let's go. Xin chào mọi người, có lẽ đây là một cái vlog đầu tiên của mình. Lúc này là trường mình đã thi xong hết rồi, nên trường chỉ toàn ngồi chơi. Nên là mình đã nảy ra một cái ý tưởng là thử thách tour commission trên lớp. Sáng nào cũng phải chạy hai tầng lầu, nó tiêu hết đồ ăn sáng vậy. Thì mình cũng đã tới lớp rồi nè, lấy đồ nghề ra và chuẩn bị quay video thôi. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này của mình. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Đi học không quên đem theo một chiếc sổ sketch ở mặt bự nè. Đây là chiếc commission mình vẽ cho chị Hẹt. Và mình đã chuẩn bị được một cái line art rồi. Giờ chỉ còn ngồi tô thôi. Mới sẵn sàng ra thôi là mấy đứa bạn đã xúm lại chỗ mình rồi. Bắt đầu tô thôi. Có thể thấy là trường mình là trường thi sớm nhất tỉnh. Cái ngày mà tụi mình tổng kết là mấy trường kia mới thi thôi. Coi mấy đứa bạn mình nghịch màu nè. Vừa tám chuyện vừa tour commission cũng khá là vui. Lúc này cô chủ nhiệm mới bước vào lớp thì kiểu ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Kiểu cô thấy mình sẵn sàng quay video xong cô không biết là mình đang làm cái gì. Thì tự dưng thằng bạn của mình kêu là mình đang quay bán hàng. Cái lúc đó mình ôi trời, có bán gì đâu trời, tôi chỉ bán commission thôi. Trong lúc rảnh rỗi thì mình đã vẽ cho mấy đứa bạn mình vài cái bức tranh nhỏ để tụi nó tô. Mọi người xem coi tụi nó tô nè. Chỉ tô com nha. Xong quay qua coi thử tụi nó tô tới đâu rồi. Nhìn con ý bạn mình nó tô cũng ok á. Đâu để coi coi. Tô cũng mượt và khá là đều tay, ok nè. Trời ơi, cứu tôi. Thôi quay lại với tranh com. Mình vẽ con Doraemon nó đã xấu rồi mà gặp đứa bạn mình nó tô. Bây giờ mình sẽ chấm điểm. Con này là con Doraemon lạ chứ không phải Doraemon nha mọi người. Nhỏ bạn mình nó tô tranh như đánh phấn vậy. Ai Di Đà Lạt mà cái ngõ lại thăm nó nói vậy. Ai Di Đà Lạt cũng sống mày lâu năm á, nó khô yêu vậy. Ai tôi nè, bạn thử ơi. Hơi khô này, hơi khô lần hai nha. Hey, thật là mệt mỏi quá đi mà. Bình tĩnh lại và tôi com tiếp thôi. Mọi người thấy mấy đứa bạn của mình như thế nào? Nhớ comment bên dưới ha. Giờ ra chơi tới rồi nè, giờ ăn miếng bánh thôi. Bào thương hiệu cây nấm đã xuất hiện. Ăn xong rồi nên là tô tiếp. Nghiêm túc không được bao lâu thì mấy đứa bạn rủ bài bạc này mọi người. Thật là nổi đuối quá đi mà. Vậy vẫn chưa đủ nha, bọt thêm. Mọi người chờ xem thằng bài xuất chiêu nè. Ghi quá thôi nên là vừa tô con vừa chơi bài vậy. Ngồi tô tranh ngay cái chỗ mà tụi nó đang chơi nên là cái bàn nó rung lắc như cái gì vậy. Nãy giờ thì mình tô cũng được khá là lâu rồi. Commission cũng sắp xong rồi nên là để về nhà mình tô tiếp nha. Nếu như mọi người yêu thích video thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Cảm ơn mọi người đã xem. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.